Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Học Tiếng Trung. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 9 rồi, là bài 1. Hán chữ hảo hảo hoàn là chữ Hán, chữ. Trong bài này thì chúng ta sẽ về cái chữ Hán, những cái hiểu biết về cơ bản, khái niệm cơ bản, ý nghĩa cũng như phiên âm của nó. Bây giờ mình đến với phần bài học. Đi yi ke hán chữ hảo hảo hoàn. Hiện tại 使用的汉字是经过几千年才变成目前的样子. Hiện tại cái chữ Hán mà chúng ta đang sử dụng đã trải qua hàng ngàn năm mới biến thành những cái dạng chữ như hiện tại. 最早的汉字是形象文字. Chữ Hán mà đầu tiên nhất, sớm nhất, sơ khai nhất là những cái chữ tượng hình, hình tượng là tượng hình, văn chữ. Sư an zào dōng xǐ de zhuāng de xíng zhuāng huà chū lái de, là dựa theo những cái hình dáng, xíng zhuāng là hình dáng, để hình dáng của đồ vật, dōng xǐ de xíng zhuāng huà chū lái de, là để vẽ ra. Mỗi một chữ đều giống hoa tú như vậy. Mỗi một chữ giống như là đang vẽ tranh. Ví dụ như rừng, mù, rư, yến, mạn mạn đờ, dần dần. Y xie chou xiang đờ chi đờ gai niên ủ phả dùng giản đàn đờ thủ hoa lại biểu sư. Từ từ ha, sau đó thì một số từ tượng hình, chu xiang là tượng hình, những cái một số cái khái niệm mà ý nghĩa của tượng hình đã ủ và là không có cách nào diễn đàn, dùng những cái tranh đơn giản để minh họa, để diễn đạt, giáo sư để biểu thị. 所以在形象制的基础上创造了指示字. Bởi vậy, trong những cái chữ hình tượng cơ bản á, thì đã tạo nên những cái chữ mà chữ sư chữ là những cái chữ để chỉ thị cho nó. Ví dụ như mù tờ xa miên gia ý hoa chư sư bệnh rư tờ xa miên gia, mình ngừng cái đây chứ ha. Giống như từ mục bên dưới mình thêm một gạch thì là chữ bình. Mù tờ xa miên gia ý hoa chư sư tan, từ mục mù từ rư ở dưới thêm một gạch thì là chữ tam. Hậu lại yêu bả dạng cái chữ hở dài y chỉ, sau này thì lại hai cái chữ ghép lại với nhau, biểu sư ý cơ bị chào phụ trả tờ y sư, để biểu thị một cái ý nghĩa phức tạp hơn. Lì rủ xiu chư sư y cơ rần dài su mù xa xiu xì. Ví dụ như chữ xíu thì là một cái người nào đó nghỉ ngơi ở dưới một cái cây cây, thì đó là chữ xíu. Chữ ý lê đờ chữ chào chô hội y chữ. Những từ như vậy gọi là từ hỏi y, hỏi y. Hai từ nó ghép, cái ý nghĩa của nó ghép lại với nhau thì nó là một cái ý nghĩa mới. Tan chiêu sư rỉnh gia sang tan tờ sơn yên. Chữ tan này thì là người, mà thêm chữ tam này thì là cái nó tượng hình cái âm thanh, nó biểu thị cho cái âm thanh ha. Zhe yi lei de zi jiao zhuo xing sheng zi. Những cái loại chữ như vậy thì gọi là chữ tượng thanh. Mỗi cái hán chữ đều có bộ thủ. Mỗi một chữ đều có bộ thủ của nó. Mỗi cái bộ thủ có bất đồng cái ý sư, mỗi một bộ thủ thì lại có ý nghĩa không có giống nhau. Bộ thủ ý dạng cái chữ, những cái bộ thủ giống nhau, họ mình cái ý sư cũng có quan hệ, thì những cái chữ của họ cũng có liên quan đến nhau, tức là bộ thủ mà giống nhau cùng một bộ nhân thì ý nghĩa của nó ít nhiều cũng có liên quan đến nhau. Ví dụ như hoa
讲的部首都是言。ví dụ như từ说、từ hoa、từ giảng thì bộ thủ đều là từ yán, tức là ngôn, biểu示这些汉字都跟说话有关。thì biểu thị của cái từ những chữ hán này là với cái việc nói chuyện là có liên quan đến nhau. 很多人认为汉字很难写，rất nhiều người cảm thấy thì chữ hán rất là khó viết, 因为它不像拼音文字，因为它不像拼音文字，拼音拉丁。只要学会拼音符号，就可以拼出字来。chỉ cần mình học biết được cái phiên âm, cái ký ký tự phiên âm ha, thì là có thể đọc ra được chữ rồi. Xìa chỉ lại hình rộng nhị, viết rất là dễ dàng. Điện não phá miệng ý hậu.sau khi mà máy vi tính phát minh ra, có thể rất chính xong để tả chú hạ chữ lại, thì đã có thể rất là dễ dàng, chính xong là thư giãn dễ dàng gõ ra chữ chung, rằng xỉa hạ chữ cân diễn tàn cân phân biên, làm cho việc viết chữ Hán càng dễ dàng, càng tiện lợi. Bây giờ mình đến với phần sân chữ biên trận.变成了交谈目前là trước mắt, 象形文字 là từ tượng hình, 图画 là vẽ tranh hay là bức tranh, 图画 là bức tranh ha, 抽象 là trừu tượng, 概念 là khái niệm, 无法 là không có cách nào cả,基础 là cơ bản, 创造 là những cái gì mà tạo nên, nó từ những cái bước sơ khai cơ bản nhất để mình tạo lên. Chỉ sự là chữ chỉ thị, chỉ thị cái ý nghĩa đấy ha. Ví dụ, ví dụ, họa là vẽ, tan là một, hứa là hợp thành, phức tạp là phức tạp, ý sư là ý nghĩa, bộ sổ là bộ thủ, hội y tư là chữ hỏi ý, gia sang là thêm vào, xính sân tư là từ tượng thành, rên quỷ tin tưởng vào hay nghĩ là, Pinyin là phiên âm, phù hào là ký tự đặc biệt. Bây giờ mình đến với phần cấu trúc câu. Chữ xính tại sở mà sang ha, là trong một cái đề tài gì ha. Tại sinh hoạt sang, ta thường thường làm sai sự, nhưng mà tại công việc sang, ta rất ít làm sai sự. Trong cuộc sống ha, về chủ đề cuộc sống ha. Hơn đây thì là danh từ ha. LàBạn ấy thường làm sai việc, nhưng mà trong công việc thì rất ít làm sai. Tại lịch sử sang, Sun Zhong Shang 先生是一位了不起的人. Trong lịch sử thì ngài Tôn Trung Sơn là một người rất là tài giỏi. Tại xin niên, chế rư sang, Thái Quan gần Mỹ Quốc bù yàng. Trong những cái ngày lễ mà lễ gì năm mới ha, thì Đài Loan và nước Mỹ thì không có giống nhau. Tại Mỹ lịch sử sang, Washington là một người nổi tiếng. Trong lịch sử của nước Mỹ thì Washington là một người rất là nổi tiếng. Động từ chu lại với là của chu có thể hoặc là không thể. Chỉ cần 1 giờ, mama 就能做出好吃的菜来. Chỉ cần 1 tiếng đồng hồ, mẹ đã có thể làm ra những cái món ăn ngon, hào thứ. Cô cụ hẳn hội hoa hoa, ta 1 giờ 就能画出卡通人物. Cô rất là giỏi vẽ tranh, biết vẽ tranh ha. Ta 1 giờ, chỉ một lát thôi là đã vẽ ra đượcbức tranh hoạt hình. 因为他考试考得不好，所以难过的说不出来。
不出话来。Bởi vì bạn ấy thi không tốt ha. Cho nên cảm thấy khó chịu đến độ mà không nói thành lời. 为什么你能写出这么漂亮的文字? Tại sao bạn lại có thể viết được chữ đẹp như vậy? 因为我天天练习, 所以可以写得比之前漂亮。Bởi vì mỗi ngày mình đều luyện tập, vì vậy đã có thể viết đẹp hơn lúc trước. 写念听做说起来, ha, làm cái gì ha?Viết, đọc, nghe, làm, nói. 拼音文字写起来很简单，但是汉字笔画比较多，写起来比较难。Chữ phiên âm thì viết rất là đơn giản, viết ra rất là đơn giản, ha, dường như là rất là đơn giản. Nhưng mà chữ Hán thìNhữ cái nét viết á thì rất là nhiều. Khi mà viết ra dường như rất là khó. 大部分的学生觉得中文的声调念起来很难. Đa phần các học sinh cảm thấy tiếng những cái phát âm của tiếng Trung á thì đọc rất là khó. 今天历史老师说的故事听起来很有趣. Hôm nay giáo viên lịch sử nói những cái câu chuyện nghe rất là, dường như là, rất là hứng thú, thú vị. Tôi nghĩ lại số, 什么事情做起来很简单. Theo em thì cái việc này nào làm rất là đơn giản. 我觉得煮菜很简单. Em cảm thấy nấu ăn rất là đơn giản. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Zai jian. Nếu cảm thấy nội dung video hữu ích, các bạn vui lòng nhấn đăng ký và like. Một mặt là để ủng hộ kênh và cũng để chủ động nhận được những bài mới. Và ngoài ra, nếu cảm thấy video hữu ích thì các bạn có thể share cho những người bạn của mình. Nếu có gì thắc mắc thì có thể để lại thông tin ở phần comment. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.